Thưa các bộ các mẹ, thưa các ngôn mạng, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển tổng thể luôn dân tộc thiểu số của miền núi là sự cụ thể hóa đến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. B. Đưa ý nghĩa của mục tiêu là Long Thị có việc phân quyền, phân cấp cho địa phương, Long xây dựng tổ chức triển khai là phù hợp B. Điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh. Nội dung sẽ đăng đến Long phân tiếp theo chương trình ngày hôm nay. Mời các bộ căn mề các cái nguồn mạng đều ngỏ. Cha Bình Thanh có khẩu lâm thảm bay lúa nhá, hàng nghìn thảm lâm lấy thảm mỏ, khổng ớ đam trọm với khanh chỉ mơ phấn lâm lá mỏ, trần tốt ép mỏ, lòng lùa chú yếu là mỏ mướng, mỏ trao. Lòng giai đoạn hàng nghìn khổng lâm hai mưa, hàng nghìn khổng lâm hạt đam, quần mướng ní, lá lúng ản thú hướng theo chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển tổng thể lúng trần tốt ép mỏ của miền núi. Điểm may tán hợp phấn chữ ản tiêu chữ ản đã ản lá lên quần mướng cha tạo chiến máu mười cải tiến đối khổng vật chất tinh thần cho một miếng có phấn tạo động lực cho cha quy đích nông thôn mười vào năm 2022. Đặc biệt lòng hợp phấn chữ ản theo cơ chế đặc thù cha là chủ đầu tư, cha Bình Thành đã thành lập ban chỉ đạo ban quản lý cô chính cũng với năm 2022, cha đã là chủ đầu tư trám lái mối chỗ cùng chị Hà Tướng, lùa là nhà văn hóa Luấn, cùng nhà văn hóa Trầm Giang, với trả trí môi cùng chính là hạt lầm lưu đúng. Trả trí trang lái bô mát mười cho điểm trình hoạt cùng đúng ở láng mướng, quả chính lá cổ chính ý góp phấn nâng lên năng lực quản lý, công tác cho cản bố quần mướng. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển luôn mỏ dân tộc thiểu số của miền núi giai đoạn nghề xã y đã lai chú đầu tư một số công trình như làm lại công trình nhà văn hóa. Cái thứ nhất là đánh giá có hiệu quả, thứ hai là khi xã lai chú đầu tư xã y thể hiện cái vai trò là việc hết sức lai tính no đỡ mà công trình có chất lượng. Thông qua tỷ nâng lên năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nguồn vốn mục tiêu quốc gia tầm, đặc biệt là cái nguồn vốn mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển tổng thể lúng trần tốt ép mỏ của miền núi bao gồm mới chữ ản cùng 30 khẩu tiêu chữ ản. Hòa Bình có mỗi lâm bổ đâm lên mỗi lâm đàm mỗi cha ở lòng lúng ản thú hướng theo chữ chính. Điểm may đã bước bao năm từ ba lá, tán quân mướng lòng tính đã cũng đang lá tán hợp phấn chữ ản, tiêu chữ ản về kỷ đấu tư cọt lóng tâm, lóng điếm bên vưng, đấu tư cho tán cha, thôn bàn, cả điều kiện, thoát khói triển đã biết khó khăn. Đặc biệt, lòng lùa phát huy vai trò lá chú, kể tham gia tích cực chú đúng của cung đúng. Phần quyến, phần cấp cho tán quân mướng, lòng chơi rửng, tổ chức lá, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thể mạnh. Đào tạo nâng lên năng lực cho cung đúng, cũng cản bố triển khai chữ chính ở tán cấp. Phần về sau khi mà giao về cho xã làm chủ đầu tư thì đối với các khâu khi giao cho xã là chủ đầu tư, đối với đơn cán bộ án phân công phụ trách đỡ tổ chức là đơn hồ sơ giúp cho cán bộ quản lý y như xã sẽ nâng lên trình độ quản lý cùng hiểu mặt của mình về đơn công trình cùng tiểu dự án do xã là chủ đầu tư là sẽ tốt hơn, thực hiện nó sẽ tốt hơn. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội lúng trần tốt ép mỏ của miền núi vừa là giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, vừa là tích hợp lá chỉ trách trần tốt của Đảng Nhà nước cho lùa quyết tập lùng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lá có hiệu quả chương chính, cũng là tiến đế chào lá thành công tán mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030.